Câu chuyện thứ nhất là ở ở Úc, ở Melbourne. Hôm đó thầy giảng ở chùa Hoằng Pháp, tức là thầy Tâm Minh là đệ tử của thầy Chân Tính, có cái chùa Hoằng Pháp ở Melbourne. Thì bà Phật tử Diệu Tịnh bà tới và nói với thầy thế này: bố con năm nay 86 tuổi mà nghe cái băng sư phụ giảng công đức sanh thành, bố con nói bố quy y với cái thầy này chứ không quy y ai hết đó. Bà Diệu Tịnh mới nói: thầy ở Việt Nam sao quy y? Nhưng mà bố con nói là bố quy y với thầy này. Hôm đó thầy giảng ở chùa Hoằng Pháp xong, Diệu Tịnh nói với thầy, nói rồi để thầy tới nhà thầy quy y cho. Thầy hẹn tuần sau thầy tới, thì ông rủ năm ông già 85, 84, 83, ông là 86 tuổi quy y. Thầy quy y xong rồi thì Diệu Tịnh mới làm mà cơm chay. Trưa hôm đó thầy trò có khoảng 20 người. Thì ăn cái bữa cơm chay đã xong rồi, bà Diệu Tịnh mới kể thế này: là má con chết thiêu gửi cái cốt ở chùa Hoa Nghiêm. Cái hình thì con làm cái bàn thờ, con thờ ở trên lầu. Bữa đó con sáng con mở cửa cho thằng con nó đi học, con phát hiện có con chó mà nó nhỏ bằng cái chén ăn cơm vậy nè, trắng tươi, chó khóc vô nhực, xương nó ướt hết, con thấy tội nghiệp quá, nó rung. Nhưng mà con nhớ lại nhà con, chồng con thì sợ chó mà bố con thì ghét chó, mà bây giờ con chó như thế này con bỏ nó không được, tội nghiệp quá. Con mới bế con chó vô, con lấy cái đồ sưởi tóc đó, con sưởi cho nó khô. Con lấy cái thùng giấy cà tông tông con bỏ nó vô, vì con sợ hai người đó, người ghét chó, người sợ chó. Chồng con mà thấy cái lông chó là ói tới mặt sạch, cho nên con thương con chó, nhưng mà nghĩ là hai người này ta không có thích. Hai ngày sau cái nó chạy ra, nó đi chơi, chó thiệt không phải chó giả, nhưng bỏ trong cái thùng cà tông. Nhưng con theo dõi coi hai người này nó có phản ứng gì không, thì con thấy không ai phản ứng gì hết. Con cũng mừng, bố con cũng không nói gì mà chồng con không nói gì. Thì con mới nói con trai con đi học thì ghé shop rồi mua thức ăn cho chó, chứ chó Tây nó đâu có ăn đồ như mình. Mình ở Việt Nam mình nuôi chó rồi mình ăn cái gì còn thừa mình cho nó ăn, còn bên nước ngoài không có đâu, họ kỹ lắm. Chó lớn ăn khác, chó nhỏ ăn khác, mèo lớn ăn khác, mèo nhỏ ăn khác, nó ra ngoài shop mua chứ không có bình thường như mình đâu. Thì cách hơn một tuần, con nấu canh bầu, con cúng má con ở trên lầu. Thì con bưng cái tô canh bầu với cái mâm cơm con lên trên lầu, thì con chó nó chạy theo, nó ôm cái chân rồi nó không cho con đi. Con mới suy nghĩ là nó mừng thì nó mắc đuôi, tại sao nó ôm cái chân, nó chắc nó đòi ăn đó. Diệu Tịnh mà trở xuống lấy cái giá múc cái giá canh bầu để vào cái thau của nó ăn đó. Con chó nó ăn hết, nó liếm mép rồi thấy ngon chưa. Tuần sau nữa con nấu khổ qua hầm con cúng má con, thì con chó nó cũng chạy theo, nó ôm cái chân. Con trở xuống con lấy cái dao con cắt một bánh khổ qua hầm, con bỏ vô cái thau đó, nó ăn ngon lành rồi, nó liếm mép rồi nó ngon. Con mới ngồi con suy nghĩ, má con còn sống, má con thích khổ qua hầm với canh bọc. Bữa nay con chó Tây mà nó ăn canh bầu với khổ hòa hồng, cái con sợ hơn sợ lắm. Diệu Tịnh có cái suy nghĩ là bà già còn sống rồi, bà thích canh bầu với khổ hòa hồng, cho nên
Má con chết con cũng thường xuyên nấu canh bầu khổ qua hầm cúng má con, mà con chó Tây nó không bao giờ nó ăn đồ của Việt Nam, mà sao con chó nào nó ăn khổ qua hầm với canh bầu? Cho nên Diệu Tình nó suy nghĩ là sợ. Bây giờ chồng của Diệu Tịnh đi làm về rồi bế con chó trên ngực thì giáp cái vòng rồi để xuống, không sợ. Còn ông bố thì ngủ với chó. Thì cái bữa cơm trưa đó thì cái bàn dài như quá đường nha thầy, ngồi đầu bàn, ông bố Diệu Tịnh ngồi đầu bàn. Ông ăn xong rồi ông xuống trước thầy. Diệu Tịnh lại nhắc nhở nó: sư phụ theo dõi bố còn ngủ với chó, chuẩn bị ngủ với chó. Thầy mới theo dõi thì từ cái chỗ thầy ngồi tới cái giường của ông là chừng 4 mét. Ông có cái nôi đẹp lắm, ông quắt con chó nó vô cái nôi nó, ông để lên giường rồi ông kéo cái mền ông đắp chó với ông ngủ chung luôn. Xong thầy mới kêu Diệu Tịnh, thầy hỏi chứ lúc bà còn sống cái tư trang của bà có ai biết không? Diệu Tịnh mới nói: con biết má con già còn đó thầy, nhưng mà ba con không biết, hai chị em con không biết. Nhưng mà bên Úc này nó rắc rối lắm, không phải như Việt Nam. Khi mà bác sĩ gia đình thì họ thấy là cái bệnh tình nó họ không chữa được thì họ điện cho cái bệnh viện khu vực của mình đó, đem xe cứu thương tới chở má con vô bệnh viện rồi thôi, nó không có cho mình nuôi, chẳng phải như Việt Nam. Nó có tiền chết nó báo nó chở xuống dưới nhà hoàng, nó đâu cho đem lên viện. Rồi nó thiêu làm sao làm nó trong nhà hoàng đó thôi. Cho nên đó là khi mà má con hấp hối, không chối được, không nói được một lời gì với bố con với tụi con, cho nên không ai biết cái tư trang bà đâu. Nhưng mà con biết vàng má con còn. Thầy mới nói: bây giờ thầy kể cho Diệu Tịnh nghe cái câu chuyện hồi Đức Phật còn tại thế, nó y như cái chuyện này. Là một hôm Đức Phật ngài đến của nhà cư sĩ đó, ngài hóa duyên, nhưng mà vợ chồng cư sĩ đó không có ở nhà, mấy đứa con nó chạy ra nó chào, mà con chó ở nhà nó sủa, mà mấy đứa nhỏ la không có được, nó sủa dữ dằn lắm. Đức Phật mới kêu tên ông nội của mấy đứa nhỏ đó, con chó nó cụp cái đuôi nó vô nhà nó nằm êm, nó không có sủa. Thì khi mà vợ chồng cư sĩ về là cha mẹ mấy đứa nhỏ nó về, rồi mấy đứa con nó thuật lại, nó nói Đức Phật đến nhà mình, con chó mình rồi nó sủa dữ lắm mà còn la không có được, nhưng mà Phật gọi tên kêu ông nội cái nó đi vô nó không có sủa. Vợ chồng cư sĩ này mới lên kỳ viên tinh xá mới lễ Phật, rồi mới thưa hỏi cái chuyện lý do tại sao ngày đến nhà con, vợ chồng con không có ở nhà, con chó ở nhà con ra nó sủa, và ngày tên kêu tên bố con là nghĩa là sao? Đức Phật mới nói: ông về ông làm y như cái lời tôi hướng dẫn thì sẽ có kết quả. Vợ chồng ông về sắm sửa cho một cái bữa ăn cho thịnh soạn cho con chó nó ăn. Nó ăn no rồi nó kiếm chỗ nó ngủ. Ông chờ nó ngủ mê rồi ông tới ông lấy cái tay ông vỗ lên cái lưng nó nhẹ nhẹ rồi bố. Kêu nó bằng bố. Cái đồ gia bảo của cái dòng họ này bố cất ở đâu, bố giữ ở đâu, bố chỉ cho con. Vợ chồng ông cứ làm như vậy sẽ có kết quả. Hai vợ chồng cư sĩ về y lời của Phật, mới làm một bữa ăn thịnh soạn cho con chó nó ăn xong rồi nó kiếm chỗ nó ngủ. Đợi cho con chó nó ngủ mê rồi
Ông tới ông lấy cái tay ông để lên cái lưng ông nói bố, cái đồ gia bảo, đồ quý giá của cái dòng họ này ông bà tổ tiên để lại bố cất ở đâu bố chỉ cho con. Con chó nó thức dậy nó chạy ra ngoài vườn nó bươi, hai cái chân nó bươi, thì vợ chồng cư sĩ này đào lên là đồ vàng bạc, đồ quý giá và trong cái dòng họ cái gia bảo này là chôn như đó. Bây giờ vợ chồng cư sĩ mới lên lễ Phật lần thứ hai mới hỏi, bây giờ vợ chồng con phải làm thế nào, cái của này làm thế nào, giải quyết ra làm sao để cho bố con được thoát kiếp, cho nghe là đấy con chó nó qua kiếp. Đức Thế Tôn dạy bảo chia làm hai, một nửa là bố thí cúng dường, một nửa để lại cho gia đình hậu sự. Sau đó thì con chó nó chết, Đức Thế Tôn mới nói nó được sanh thiên. Cái câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế, cái câu chuyện con chó nó cũng giống như con chó ở nhà của Dự Định rồi. Bởi vì cái tư trang của bà cất ở đâu mà không ai biết, mà con chó Dự Định mới nói thầy biết, con chó nó nhỏ như vậy nó đâu có đi xa một hai cây số được, vòng vòng mấy cái nhà của mấy người Tây kế bên, còn lấy cái máy con chụp cái hình con chó đó, con quạ cái hình con treo ở ngoài cửa đó, ai có lạc con chó đến nhận mà không ai nhận con chó hết, không ai nhận con chó hết. Như vậy để quý vị thấy rằng thời xưa của Đức Phật nó có cái câu chuyện cũng giống như vậy, thời nay nó cũng có câu chuyện như vậy. Diệu Tịnh sợ quá, bây giờ mới gửi danh sách đi 10 chùa và nhờ các chùa đó đóng u minh cầu siêu, và để cầu siêu cho mẹ. Sau đó thì năm thứ hai thầy qua đó thì hỏi Diệu Tịnh thì nó không còn ăn canh bầu với khổ qua hồng nữa, mà nó ăn cái thực phẩm của chó chứ nó không ăn canh bầu thôi còn. Đó là cái câu chuyện ở bên Úc. Câu chuyện thứ hai là thầy giảng tại chùa Liên Trì, thì bà Phật tử này bà mới mời thầy qua cái phòng khách, bà nói riêng con kể chuyện gia đình con sư phụ nghe. Nhà con 5 người, 3 người tu tịnh độ, 2 người tu thiền, 2 phe. Chồng con với con gái con là tu tịnh độ, còn 2 cậu con trai là tu thiền. Thì chồng con là đưa vô bệnh viện, thì bác sĩ cho biết rằng bệnh tình của ông nó bi đát lắm, không qua khỏi 24 giờ. Cho nên con mới gọi điện thoại cho hai thằng con trai, con nói con ơi bác sĩ cho biết rằng bệnh của bố nguy ngập lắm, không qua 24 giờ. Tụi con ráng niệm Phật hồi hướng cho bố. Bởi vì bà tu niệm Phật thì bà cũng nghĩ rằng ai cũng niệm Phật bình thường. Hai cậu con trai mới trả lời thời buổi này niệm Phật lạc hậu lắm mẹ ơi. Bà buồn quá. Mình kêu con nó niệm Phật, nó hồi hướng cho bố nó mà nó chê, nó nói thời buổi này niệm Phật lạc hậu lắm mà bà buồn. Thì 2 giờ chiều chồng của bà tắt thở, rồi cái xác nó đưa vô cái phòng lạnh, rồi phải chờ cái lò thiêu rồi mới có liệm được. Cái lò thiêu nó trống nó cho mình liệm mới đem thiêu được. Thì tối bà mới nằm mơ, bà nói chồng chết mà đâu có ngủ, mơ mơ màng màng hay đâu có ngủ. Ông về ông báo mộng, ông nói tôi đâu chưa có chết mà sao bà bỏ phòng lạnh. Sáng con mới kêu con gái lên lái xe tới đó,
mẹ xem thử coi bố về, bố nói rằng bố chưa chết mà sao bỏ phòng lạnh. Thì con tới cái nhà hoàng đó, con yêu cầu cái người phụ trách cái phòng lạnh nó mở con rờ cái tay tim ổng còn nhảy. Con bực mình quá, bức xúc quá, con kêu bác sĩ trưởng khoa đó. Con nói mấy ông làm ăn cái việc phát trách chồng tôi chưa chết mà ông ký giấy ông đưa xuống cái nhà hoàng bỏ phòng lạnh. Con la bác sĩ đâu qua chừng. Ông bác sĩ đâu bình tĩnh, ông nói tôi làm việc mấy chục năm không có thất trách đâu. Cái phòng lạnh này bình thường mà bà vô bà nằm nó 30 phút chết, âm 30 độ. Mà làm gì 2 giờ hồi chiều qua đêm nay, nửa buổi nay nữa mà sao? Đây là vấn đề tâm linh, chứ không phải sống chết. Bà vô bà nằm thử 30 phút là chết. Cái cục nước đá đó nó không độ con, mình để hai bên mông mình hai cục nước đá mình nằm nổi không? Bữa nào quý vị làm thử coi. Mà này nó âm 30 độ, 30 độ không thể sống được. Thì trong lúc đó bà mới nói con gái của bà điện thoại cho hai anh con, nói bố còn sống. Hai anh con về để thấy mặt bố. Thì bây giờ hai cậu con trai đó mới nghe điện thoại nói bố còn sống, cho nên hai cậu đó lái xe tới nhà hoàng đó đứng đó. Thì bà đi chở đi cấp cứu, chở đi bà xỉu thì chở đi cấp cứu. Thì bà nằm ở trong phòng cấp cứu đó, thì ông báo mộng rằng bà niệm Phật cho tôi mới chết. Bà mới kêu đó con gái lên chùa Hoa Nghiêm thưa với thầy Thiện Tâm đó, mời thầy Thiện Tâm với ban hộ niệm đó tới nhà hoàng niệm Phật cho bố. Thì trên chùa Hoa Nghiêm hôm đó có cái lễ trai tăng, thầy đi cũng được cho cái ban hộ niệm đó 6 người. Có một sư cô đó cũng lớn tuổi, sư cô đó là đệ tử của Hòa Thượng Trí Tịnh ở Việt Nam. Sư cô lên lớn tuổi dẫn theo 5 Phật tử nữ nữa, thì lên cái nhà hoàng đó niệm Phật. Thì hai cậu con trai đứng ở đó chứng kiến rằng là niệm đâu khoảng 40 phút, 50 phút gì đó, ông nhẹ nhàng ông đi thôi. Bà kể thầy nghe cái chuyện đó. Sau đó thầy mới về nhà của bà, thì thấy cái bàn thờ của ông, cái bàn linh thờ ở nhà đó. Thầy mới nói quý vị thắp nhang cho thầy, thì thắp nhang cho ông, thầy cầu nguyện cho ông. Thầy kêu mọi người trong nhà đó ngồi xuống đó. Thầy kể cho quý vị nghe, nếu ở Việt Nam đó thì có trường hợp là cái người chết đó hồi dương họ sống lại. Nhưng mà bên Úc này không có tình trạng đó, bởi người chết họ không cho đem về nhà. Thầy nhớ hồi thầy ở dưới chùa Thiên Phước ở cây lầy lúc đó 15 tuổi, sư phụ thầy dẫn đi hộ niệm cho cái bà Phật tử đó. Bà chết rồi, niệm vô quan tài rồi, nhưng mà chưa đậy nắp, chờ đứa con gái Bình Dương về. Thì cái khăn đắp mặt nó nhúc nhích, người ta dở ra thì bà sống rồi, gỡ hết đem ra bà sống được 5 tháng. Rồi bà chết lần nữa, cái lần thứ hai này học kỹ hơn, họ niệm vô rồi sống nữa đem ra 3 tháng nữa, bà chết 3 lần như vậy. Lần 5 tháng, lần 3 tháng, rồi cái bà với cây lạy lúc 15 tuổi thầy thấy. Thì Việt Nam thì có trường hợp hồi dương, nhưng mà bên Úc này không có cái trường hợp đó. Nghĩa là chết rồi bác sĩ trưởng khoa nó ký rồi thì cái xác này đưa vô phòng lạnh đó, chứ nó có cho đem về nhà đó mà hậu dương. Thế thì có cái câu chuyện nó liên quan đến cái pháp môn niệm Phật, là vì hai cậu con trai của ông nó bác cái pháp môn niệm Phật, nó cho là lạc hậu, cho nên ông hiện ra cái tướng đó để hai cậu con trai đó về chứng kiến đứng trước cái phòng lạnh đó và nghe ban hộ niệm của chùa Hoa Nghiêm nghiêm niệm Phật, rồi ông từ từ ông mới đi. Như vậy nằm trong cái phòng lạnh đó là 2 giờ chiều một đêm đó, nửa ngày hôm sau nữa mà cái phòng lạnh đó nó 30 độ ấm thì không thể sống được. Nhưng mà ông muốn làm cái chuyện đó để chứng minh là pháp môn niệm Phật là tối thắng, là vi diệu,
chứ không có lạc hậu như hai cậu con trai đã phê phán là lạc hậu. Đó là cái chuyện ở Úc. Bây giờ cái chuyện thứ hai là ở Canada. Năm ngoái thì tháng 9 năm ngoái thì giảng ở chùa Trừng Thủy ở Canada. Cái câu chuyện thế này. Cái gia đình này người vợ chết, để lại hai đứa con. Cái đứa con trai lớn là 6 tuổi, cái đứa con gái nhỏ là 6 tháng tuổi. Ông chồng nặng 75 kg, mà cái thằng con trai đó thì nó không quan tâm gì. Em nó, bố nó ở trong phòng nó chơi game thì hết, nó đói bụng nó ra tủ lạnh nó lụng nó ăn. Ăn xong là nó trở vô phòng nó chơi, nó không quan tâm bố nó, em nó vậy. Thì bữa nó xuống cái tủ lạnh nó lụt hết đồ ăn rồi, cho nên nó tới nó kêu bố nó đi mua đồ cho nó ăn. Thì nó phát hiện nó bố nó nằm trên mình em nó, con bé 6 tháng tuổi đó, nghe cái mùi thúi rồi, cho nên nó gọi cảnh sát tới. Thì cái chai sữa mà bố nó pha để cho con bé nó bú đó, là con bé nó chưa bú, mà bố nó nằm sấp xuống mình con bé đó, mà nặng 75 kg, mà 3 ngày 3 đêm nó sình lên rồi, mà con bé đó đưa đi bệnh viện là bình thường, không có gì, bình thường không có gì hết. Thì quý vị nghĩ là con nít 6 tháng tuổi mà 3 ngày 3 đêm không có sữa thì nó chết. Bố nó nằm lên mình nó là nó chết. Yêu cầu cái bàn tay của mình để lên cái mặt nó là vài phút là nó chết. Làm sao nó sẽ nói sống được? Thì mấy sư cô ở chùa Trần Thủy đó mới đến tụng kinh cho cái đám đó. Nghĩa là lúc bà vợ chết thì mấy sư cô cũng tụng kinh, mà ông chồng này chết thì mấy sư cô cũng tới đó tụng kinh để trong nhà hoàng. Thì cái bà vợ đó bà nhập vô, bà nhập vô, cái thằng con trai nó, nó nhập vô. À, thì bà mới nói rằng bà che chở đó, chứ nó không, bà không che chở là con bé nó chết. Người chồng nó bị là đột quỵ, bởi vì vợ chết mà thấy đứa con nó còn nhỏ quá, thấy thương quá, tự nhiên bức xúc ngồi thấy cái bình sữa nó cho con bú mà chưa kịp cho con bú, anh bức xúc quá là đột quỵ, anh ngã xuống, mình còn bé là chết rồi. Mấy sư cô mới kể cho thầy nghe, mẹ của con bé đó về nhập cái thằng con trai 6 tuổi đó, mới nói là bà về bà che chở đó, chứ không thôi là chết, con bé đó chết, thương nó quá. Ở Việt Nam mình có cái câu chuyện là Phạm Công Cúc Hoa, quý vị nghe đó, là hai đứa con của Phạm Công bị dì ghẻ nó hành hạ, cho nên nó trốn nó ra mã con Cúc Hoa nó ngủ. Thì tối Cúc Hoa hiện hồn về bắt chí, đó là chuyện hoang đường, chuyện hoang đường. À nè, còn cái câu chuyện này là cái người mẹ đó che chở, cái phần tâm linh nó che chở, cho nên con bé nó không chết, mà cái bình sữa đó là chưa, con bé nó chưa bú. Mà bác sĩ nói rằng trong 3 ngày 3 đêm đó mà không có sữa là con bé nó chết. À, cái thứ hai là bố nó 75 kg mà ngã sấp xuống mình nó, mà sinh lên rồi mà con bé nó bình thường. Đem con bé đi bệnh viện khám bệnh, bác sĩ cho biết là bình thường, sức khỏe bình thường. Đó là vấn đề tâm linh. Câu chuyện tiếp theo là ở Đài Loan. Tháng 2 năm rồi thầy đi Đài Loan, thầy dự cái pháp hội ở chùa Trấn Quốc của Hòa Thượng Quảng Tâm. Cái pháp hội lớn lắm, chư tăng 1.000 vị, cư sĩ là 5-6 ngàn. Thầy đang ngồi thầy tụng kinh Di Đà, bên tay trái thầy là một thầy người Mỹ, bên tay mặt thầy là một thầy người Tây Tạng. Thầy ngồi chính giữa tụng kinh Di Đà vậy thôi. Pháp hội Di Đà 3 ngày 3 đêm lớn lắm. À, có một cái bà đó, bà chen bà vô mà người ta đông dữ lắm, bà chen bà đạp đầu người ta, bà chen vô bà quỳ trước
cái bên phụ nói sư phụ ơi, con tìm sư phụ nó 20 năm mà con gặp khó quá. Tôi nên đi ra cái chỗ ta đang thanh tịnh làm lễ, mất thanh tịnh mang tội đi ra, thầy đuổi bà, cái thầy bò bà ra ngoài cái gốc cây kia mà ngồi. Thì khi mà hành lễ xong, thầy muốn đi lên tăng xá cái chỗ thầy nghỉ đó, là phải đi ngang cái gốc cây đó. Bà ngồi gốc cây rồi bà chờ mà người ta đông lắm. Thầy đi ngang đó, thầy không để ý nữa. Bà đứng dậy bà nói, sư phụ ơi, con ở Hải Phòng, con chết cách đây 204 năm, được bổ cái ngón tay. Mày chết gì dữ, mày đi đầu thai mày nè, chứ dữ rồi. Thì ở Hải Phòng thì thầy ở Vũng Tàu, thì mày đi bằng cái tâm linh, cho mày đi tàu bay, tàu thủy gì mà 20 năm thì không được. Lý do sao chết bao nhiêu tuổi kể nghe cơ. Đi đánh cá đâu sư phụ, mà hồi xưa đâu có máy móc gì, coi trăng sao đi. Bảo vô không kịp, con 19 tuổi. Con chết lúc là 19 tuổi, cách đây 204 năm. Mà con ở Na Uy á, con ở Na Uy. Tôi hỏi chứ sao ở Na Uy? Cái nữ này, cái xác này là ở Na Uy mà quê ở Hải Phòng. Con ở Hải Phòng, con nhập vô cái nữ này ở Na Uy. Rồi bây giờ thầy trò gặp nhau rồi, có cái yêu cầu gì thầy giúp cho. Con tìm sư phụ phụ, con làm đệ tử phụ quy y cho con đi. Làm thầy thì khó, cho đệ tử thì dễ. Tôi qua cái gốc cây kia đi, dấm trắng chút cho đây người ta đông lắm. Thầy kéo cái gốc cây kia khoảng 200 thước, nó dấn người chút, thầy quy y ngồi xuống, ngồi gốc cây đó. Rồi, thầy đọc theo cho bộ nha. Đệ tử quy y Phật, đệ tử quy Pháp, đệ tử quy Tăng, đệ tử quy Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục. Quy Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ, quy Tăng rồi khỏi đọa vào bàn sanh, Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Rồi xong, thầy đặt pháp danh. Chú đứng dậy, chú lại, chú cụ bà lại, chú xuất ra. Thầy hỏi cái cô tên nãy giờ thầy với cô nói chuyện gì thì cô biết không? Dạ thưa không, mà con cái thầy không có quen. Mà cái chùa này đâu có mời con ở Na Uy. Tự nhiên con bóc máy bay con về Đài Bắc, mà con không biết Đài Trung ở đâu, mà bao xe xuống Đài Trung rồi lên cái núi chùa Trấn Quốc này là hoàn toàn con không biết hết. Tôi nói thôi nãy giờ xong rồi, mai về đi. Mai về Na Uy đi. Cái chuyện ở Đài Loan, cái chuyện rồi bây giờ chuyện ở Mỹ. Tháng 2 thầy đi Mỹ nè. Hôm đó thầy giảng ở chùa Như Lai Thiền Tự ở Arizona. Chủ nhật thầy giảng 3 thời sáng, chiều, tối, 9 giờ đêm giảng xong rồi nó mệt nhừ tử luôn. Xuống đây có 2 vợ chồng ở vô nói, sư phụ ơi, thằng con trai con nói cài nhảy cầu nó chết nên 3 năm nó 17 tuổi. Con gửi nó các chùa, ở chùa nào con gửi hết. Mà nó nhập cho con nhỏ bạn học nó kêu lên đây chở sư phụ con chết nó. Ở đó người ta đông lắm, người ta hung lắm, nó lên không có được. Ủa sao mà nó biết thầy? Thầy hỏi cái con nhỏ đó, con bạn đó, nó nhỏ nó 20 tuổi, hồi đó là 17 tuổi. Sao con biết thầy Việt Nam qua mà con nói tới gia đình đi đấy? Thì con biết sư phụ xuống phi trường New York, con ra New York con đó mà. Trời đất ơi, tao đi đâu mấy đứa mày không biết hết rồi. Việt Nam đi qua Mỹ, thầy đáp phi trường New York. Mà nó ra phi trường New York nó đó, cho nên nó nói với ba mẹ của cái thằng nhảy cầu đó, lên chùa Như Lai Thiền Tự thỉnh thầy xuống vớt nó lên. Giờ đi chứ sao giờ? Từ 9 giờ mà xe nó chạy là 160 cây số, mà chạy 9 tiếng, 6 giờ sáng thầy tới cái cầu đó. Giờ 4 người đứng nó không có gì trơn, thầy nói bây giờ đi đột ngột quá, không có nhang đèn, không có hoa quả, làm sao làm lễ. Thì con nhỏ nó nói không có làm lễ gì, con nói tên con sư phụ nghe cái vụ niệm Phật con lên, con là Trần Văn Tuần 17 tuổi. Dạ vậy thôi được rồi, giờ 4 thầy trò mình niệm Phật nha. Thành tâm niệm Phật, Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Tiếp độ hương lên Trần Văn Tùng 17 tuổi có 3 cầu lên rồi, sư phụ nó vỗ tay thôi đi về.
có ba đó. Như vậy là xe chạy 19 tiếng mà tốc độ xe chạy 160 cây số giờ mà niệm Phật có 3 tiếng, về Như Lai thiền tự à, thì trước khi thầy đi đó, thầy nói là Phật tử nấu xôi chè dọn lên trên bàn Phật, bàn linh đó, thầy về thầy quy y cho nó. Thầy dặn ở nhà mấy Phật tử đó, thì thầy trò mấy vớt nó rồi về cái Như Lai thiền tự đó. Thì mấy Phật tử nói nó về rồi sư phụ, nó bưng chè bưng xôi lên đó, nó đặng sư phụ về quy y cho nó, là nó về trước thầy. Thầy đi bằng xe, nó đi với cái thằng tâm, bằng tâm linh. Mấy Phật tử nó về, nó nhập vô, nó bưng chè bưng xôi, nó vui lắm, nó nói sư phụ sắp về rồi, nó về quy y cho nó cái xong. Là chuyện ở Canada, ở Mỹ. Chuyện ở Đức, kể chuyện ở Đức quý vị nghe. Năm châu thầy đi hết 4 châu rồi, còn châu nữa rồi không có Phật pháp rồi, không có đi. Tam châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát, hộ pháp thì hiện là Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Bắc Âu Lâu Châu, không có Phật pháp. Cho nên phi châu đó Hồi giáo không có Phật pháp, thầy không có đi. Thầy đi Mỹ châu, Úc châu, Á châu, rồi là đi hết mấy châu rồi. Đi giờ này kể chuyện ở Âu Châu. Hôm đó thầy ở chùa Viên Giác của thầy Như Điển, ăn cơm vừa xong buổi chiều, cái cô này cổ chừng 30 tuổi à, cổ vô cổ nói thưa thầy, con mời thầy ra ngoài gốc cây con nói chuyện riêng cho thầy nghe. Tôi nói chuyện chung không nói, nói chuyện riêng nguy hiểm lắm. Ở đây nói chuyện chung với thầy không chịu chuyện riêng đâu. Rồi nói đi. Ông ngoại con chết, con chưa có đẻ. Bà ngoại con làm cái mộ mà không có cái hòm, không có cái hài cốt của ông ngoại. Con về Việt Nam thì bà ngoại dẫn về, ông bà ngoại chỉ cái đó là cái mồ của ông ngoại đó, mà không có cái xác ông ngoại. Ông ngoại học tập chết ở ngoài Hoàng Liên Sơn. Mà hôm rồi ông ngoại kêu con về Việt Nam dẫn ông ngoại đi quy y, mà con biết quy y là gì. Như vậy là sao? Thầy nói thôi con đi về đi, cái chuyện gì nó xảy ra chứ nói cho thầy cũng đâu biết, thì con về đi. Thì thầy về trước cái cô đó 2 ngày cổ về. Thì khi cổ về Sài Gòn đó là ông ngoại cổ mới nhập vô người cháu ngoại kêu bằng gì ở quận 7. Hai chị em dẫn xuống chùa Hội Phước thưa với thầy để ông xin ông quy y. À, thầy hỏi chứ sao ông biết thầy mà ông có cảm tình với thầy ông xin quy y. Thầy còn phải có cái nhân duyên chứ, mà cái nhân duyên gì ông biết thầy, ông chết rồi mà. Nhà của đệ tử, con gái của đệ tử ở quận 7 đó, tối nào cũng mở ban của sư phụ đó, đệ tử nghe, đệ tử có cảm tình, mà nghe pháp. Nghe cái băng đó ở nhà của con gái đệ tử nó mở đó, đệ tử nghe, đệ tử có cảm tình. Nhưng mà về Cần Đức quy y chứ không quy y ở đây. Sao kỳ vậy? Nói sư phụ chùa ở đây quy y về Cần Đức nữa. Cái chùa Long Hoa mà hàng tháng sư phụ về giảng cái đạo tràng niệm Phật ở Cần Đức đó. À, vậy là biết rồi đó. Biết cái chùa đó nè. Con cháu đệ tử đông lắm ở gần cái chùa đó. Cho nên sư phụ về cái chùa đó, sư phụ mượn chùa cho rượu chục sư phụ quy y. Con cháu đệ tử nó đến nó dự cho ở đây xa, nó không có đi, nó sợ tốn tiền, nó keo kiết lắm. Thôi được, nói vậy nghe cũng được. Mùng 2 hàng tháng thầy về thầy giảng buổi sáng, thầy giả mới dọn cơm, thầy dùng, thầy nói với ni trưởng chiều nay, ni trưởng cho tôi mượn chùa, tôi quy y ông Phật tử nha, không có nói ma. Sợ sư bà sợ. Chiều đúng 2 giờ con cháu ông tới 30 người, đi 15 chiếc xe gắn máy, mỗi một chiếc đi 2 người, đậu sân chùa ra thầy đến 15 chiếc. Vợ ông, 2 đứa cháu ngoại là 33 người, cái đạo tràng đó 100 mấy người. À, xong thầy lên chánh điện thầy quy y. Thì ông nhập cho đứa cháu nội, con có bà gì ở quận 7 đó.
thầy nói gì ông nói nên như Phật tử vậy, truyền giới như Phật tử vậy. Xong ông say và ông nói với vợ ông, cái kiến họ của bà đó ăn ở nhân hậu lắm, cho nên anh em của bà ai cũng sống trên 80 tuổi hết, còn cái kiến họ của tôi đó tàn ác lắm, chứ không ai sống được 60 tuổi, tôi có 54 tuổi chết. Bây giờ tôi quy y rồi đó, bà phải quy y nha. Bà mà không quy y tôi với bà chấm dứt không tình cảm gì hết. Bà mới nói đột ngột quá ông ơi, thôi bây giờ tôi hứa với ông từ nay tới Tết tôi sẽ quy y, nhưng mà để tôi suy nghĩ lại đã. Thì cái lúc là tháng 3 mà tháng 11 với Di Đà bà ra ngoài chùa thầy bà quy y cho hai bà quy y hết. Cái con nhỏ Bình Đức á, con cháu ngoại Bình Đức nó nói ngoại ơi, bây giờ ông ngoại chết ở đâu? Ông ngoại chỉ con đem cái hài cốt ông ngoại về, bao nhiêu tiền con cũng đem, với tội nghiệp bà ngoại làm cái mộ mà không có cái quan tài, không có cái hài cốt ngoài. Ông ngoại biết chứ con, ông ngoại sốt rét, học tập ở trong trại ông ngoại sốt rét mà không có thuốc trị. 3 giờ khuya ông ngoại chết, lấy cái mền gói lại. Rồi sáng anh em phạm nhân ở trong trại đó khiêng ông ngoại ra cái hàng rào đó chôn. Ông ngoại biết mà ông ngoại quy y, ông ngoại theo Phật, ông ngoại theo thầy, rồi đem cái xương tàn cốt rồi về làm bỏ đi con ơi, cát bụi trở về với cát bụi, tội nghiệp nó năn nỉ 3 lần không được, thầy năn nỉ 1 lần rồi cũng không được luôn. Không cho. Rồi bây giờ kêu con nhỏ Bình Đức ra, con cháu ngoại Bình Đức ra, con về chùa Hội Phước của sư phụ ông ngoại đó, thỉnh 100 vị tăng về cúng dường trai tăng để hồi hướng cho cửu quyền thanh độ. Cái kiến họ của ông ngoại đó tàn ác lắm. Thế thì cái đứa cha ngoại bên Úc nó có tiền, kêu nó về rồi nó cúng trai tăng. Còn con nhỏ Việt Nam không có tiền, nhập cho con nhỏ Việt Nam để quy y. Trời ma mà khôn dữ dằn này đó. Ngoài chứ kêu con nhỏ Việt Nam nó đâu có tiền, không có. Thế thì tội nghiệp con nhỏ bên đất nó ra, nó nói vậy là ông ngoại con kêu con về để cúng trên trại tăng. Rồi xong bữa đó thì hai đứa cháu ngoại ra, người con gái của ổng ra, bà vợ ổng ra, có nhiêu còn mấy đứa cháu ở cần đước nó không có ra. Ổng về ổng đọc tác bạch cúng dường đàng hoàng. Thôi bây giờ đó tụi con viết, thầy không có viết, hỏi ông ngoại coi muốn cái gì, ông ngoại nói tụi con viết cho thầy. Thầy viết cái mẫu của thầy của chùa, còn cái mẫu mà ông ngoại con muốn nói cái gì đó thì về trong Sài Gòn đó, rồi ông cháu đó rồi nói với nhau rồi viết. Thì ông nói cho đứa cháu ngoại rồi viết ra, ông đọc cái bài đó cúng trời trời thật. Nói như vậy thì quý vị thấy rằng thiệt là mầu nhiệm chứ không phải đơn giản. Như vậy là ở Mỹ, ở Canada, ở Úc, ở Đài Loan, thầy đi đâu nó không biết hết. Bây giờ ở Việt Nam, ở Bạc Liêu, cái chuyện này còn đặc biệt nữa, ở Bạc Liêu. Cái bà này 56 tuổi ở Bạc Liêu, bà chết. Cái cô gái này 21 tuổi ở Cà Mau, cá nước chết. Cô gái này chết trước cái bà ở Bạc Liêu 2 tiếng. Thì mấy sư cô ở cái chùa gần nhà của cái bà ở Bạc Liêu đó tới làm lễ nhập niệm. Thì cái cô ở dưới cá nước nó nhập vô cái bà Bạc Liêu đó. Không ai dám niệm hết. Mà đặc biệt là chồng bà không biết, con bà không biết, cháu nội bà không biết. Mà bà nói bà ở cá nước rồi, ở Cà Mau cá nước rồi. Mấy sư cô mới quản hồn không biết giải quyết làm sao bây giờ. Cái người này chết ở Bạc Liêu mà giờ nói ở cá nước mà cũng không biết tình hình như cá nước làm sao. Hai sư cô mới điện cho thầy, thầy xuống dưới đó. Là thầy xuống tới đó là 8 giờ giờ tối này nè. Hai sư cô mới trình bày cho thầy, thầy nói cái này bây giờ mình phải đi khảo sát rồi. Thôi bây giờ gia đình mướn cái xe 15 chỗ đi xuống với cá nước theo cái địa chỉ cái cô gái này mình coi thật hư như thế nào. Thì xuống tới đó cái quan tài còn hoàng tại đó, đèn đốt sáng trưng đó. Thầy vô thầy mới gặp
ông già của cái cô chết đó, thầy nói nhỏ nghe nè, anh ra ngoài sân tôi nói chuyện cho anh nghe, con gái của anh chết nhập vô cái bà ở trên Bạc Liêu mà hai bữa rày không liền không có được. Bây giờ tôi bao xe xuống thì đúng rồi, cái nhà này, cái địa chỉ này là con của anh đúng rồi. Bây giờ anh cho một người bà con của cái con, cái cô cái chết này đó theo tôi lên Bạc Liêu coi cái bà lên Bạc Liêu biết không. Cái ông bố của cái cô chết đó mới kêu cái bà dì ruột của cái cô chết đó ra xe thầy chở về Bạc Liêu, bà vô bà nhìn là dì, bà kêu bằng dì biết đúng rõ ràng rồi. Tức là theo cái địa chỉ đó thì trên này xuống đó thì cái quan tài của cô đó là 3:10 mai mới chôn, làm kim tính ở sau hè đó. Bây giờ cho cái bà dì của cái cô chết này thì lên đây Bạc Liêu, thì cái bà Bạc Liêu này bà nhìn là dì bà. Thầy nói bây giờ cái này là vô phương, không ai làm được. Bây giờ thầy kêu gia đình lại với hai sư cô lại, bây giờ thầy không ở được, thầy về không ở được. Bây giờ cái này phải sám hối thôi, không còn cách nào hơn hết. Bây giờ thầy niệm hương, thầy khai kinh, hai sư cô với chồng con của bà này đó là thành tâm sám hối, từ bi sám pháp đạo tràng, thì mới có giải quyết được cái này. Cái này không ai làm được hết. Mấy sư cô nói cho tụi con không có khả năng, sư phụ ở lại không sao, sư phụ niệm hương cho, phụ chú nguyện cho, phụ về chứ đâu ở được. À thì như vậy là 11 giờ đêm cho đến 3 giờ chiều ngày hôm sau là cái vong của cái cô gái đó xuất ra cái bà này chết liệm mới được ở Bạc Liêu. Câu chuyện tiếp theo là ở Cần Thơ. Cái cô sinh viên này 23 tuổi là đại học của Cần Thơ. Mà cái dòng này nhập hồi nào thì cha mẹ không có biết. Thì bữa đó cái mới nói rằng mua cho một cái đải, đải mà cô quý thầy mang y áo đó, sâu chuỗi cái áo tràng, ra ngoài Vũng Tàu mời hòa thượng Giác Hạnh vô làm lễ xuất gia. Hai vợ chồng mới đánh xe 7 chỗ ra ngoài chùa thầy, nó nói công chuyện, nó mời thầy vô làm lễ xuất gia cho cái dông đó. Tôi nói trời ơi, trong luật Phật đâu có xuất gia cho ma, điệu chú thầy nó còn sống thầy xuất gia, nó tu chứ chết mà xuất gia cái gì, ai mà làm được, thôi không có được đâu. Ngồi năn nỉ 2 tiếng đồng hồ năn nỉ mà tha thiết lắm. Thầy nói thôi về mời mấy thầy ở chùa và Phật học Cần Thơ đó, cách có 4 căn thôi. Không chịu, không chịu, cái dòng nó không chịu, phải mời hòa thượng mới được. Cái nhà của cái cô đó là cách chùa Phật học Cần Thơ 4 căn, mà qua chùa Phật học Cần Thơ mời quý thầy, cái dòng nó không chịu, mà phải thỉnh hòa thượng Giác Hạnh ra xuống đó. Thầy nói thôi về đi, bữa nào tôi quở tôi xuống. Cách ra cũng khoảng 50 ngày vậy đó, thầy xuống dốc cầu Cần Thơ. Thầy nói tài xế là con tắp vô lề con điện thoại cái số này, chỗ nhà nó rước thầy cho mình biết Cần Thơ chỗ nào đâu vô. Vừa nói như vậy để cô sinh viên đó lái xe gắn máy, cô giơ tay cổ chào thầy, mà ma nó lái chứ không phải cổ lái, ma nó rước thầy. Rồi vô nhà ra xong đi ngang chùa Phật học Cần Thơ, tôi nói trời ơi cái chùa vậy mà mời quý thầy nó không chịu, kén lừa vậy đó. Này vô đó thấy có cái mâm, thấy để cái đải, trong cái đải có cái áo trà, có sâu chuỗi, ít tiền lẻ làm lộ phí đi xuất gia, xin ít tiền lẻ đó. Này, gia đình này nó nói xin đó, tôi nói thôi đi uống nước rồi nhảy chốt lên lầu cái đó, Phật thờ Phật lên lầu á, lên lầu xong thì y áo thầy niệm hương thầy làm lời xuất gia, nghĩa là cạo tóc đi sư phụ. Tôi nói trời đó coi giờ cạo ai, cạo cái cô sinh viên này mày xuất ra rồi nó kêu cảnh sát bắt tao, sao tự nhiên con gái ta đè đầu cạo tóc không có được, cái đó không có làm được đâu, không cạo con ra không được xuất ra không có được. Thầy kêu ba má cô sinh viên nó giờ sao, nó đời phải cạo tóc mà cạo tóc mà cạo tóc con của anh chị. Mà bây giờ cái dâm là nó xuất ra rồi nó la làng à, tôi làm sao tôi bắt đền. Bây giờ anh chị tôi muốn tôi cạo thì ký giấy vô. Nó nói nè,
không cạo nó xuất ra không được, tội nghiệp. Hai vợ chồng lấy cuốn tập 100 trang, xé hai cái tờ chính giữa đó, viết vô chồng ký vợ ký, thầy ra thầy cạo tóc. Ra hè đó ra hàng tư nó cạo. Trong lúc thầy cạo, thầy hỏi cho con ở đâu, lý do sao con chết, bao nhiêu tuổi. Con với thằng bạn đi dự lễ sinh nhật phụ, nó uống rượu quá trời, nó hai thằng chạy xe tự té chứ không ai đụng hết. Con thì chết tại chỗ, còn thằng bạn con đưa vô bệnh viện đa khoa có Tiền Giang, 2 ngày sau nó mới chết. Đi dự lễ sinh nhật 19 tuổi chết rồi 27 năm. Mà nhà con giàu lắm sư phụ ơi. Cái ngày giỗ con ở nhà con làm con heo quay, bạn bè đông ăn không đủ làm thêm con chó mà con đâu có ăn. Trời đất ơi, thấy tội nghiệp quá cho nên con phát nguyện con đi tu, con độ mấy con heo con chó đó. Hết biết. Hết biết. Sao đây mày không nhập vô nhà mày nói cho ba má nó nghe, mày vô đây mày nhập ở đây ai nghe. Khó lắm sư phụ ơi, chứ không phải con kiếm trần ai mới nhập được, chứ không phải muốn nhập ai nhập đâu. Khó lắm. Con cũng muốn nó mấy lần nữa mà nhập vô không có được. Con phải xuống như này con nhập vô cái cô sinh viên này. Hỏi sao nhập vô. Bữa đó cổ đi chùa. Nó kể bữa đó cổ đi chùa thì làm lễ đông lắm, cửa sám hối. Con chờ cổ ra khỏi cửa chùa cái con nhập vô. Ở trong chùa con muốn vô là mà vô không được. Là cái con chờ cổ ra khỏi cửa chùa còn nhập vô mà không ai biết, không ai biết hết. Ở nhà không ai biết hết. Con mới nói cho nhà biết là con muốn đi tu đó, con xuất gia đó. Con mới nói nhà là mua cái đải, mua cái áo tràng, mua sâu chuỗi, cho ít tiền lẻ đặng đi làm lộ phí đi xuất gia. Rồi xong thầy về mới đem cái đải đó, áo tràng về cho mấy người điệu, nó không chịu. Ba má nó điện lên, sư phụ đem cái đải, cái áo tràng đó ra tập về cho mấy điều, nó không chịu. Phụ phải tịch thu lại phụ đây, phụ đốt ra mấy chịu. Không chịu. Chứ bây giờ là làm gì cái đải, cái áo tràng là màu lam, rồi cái sâu chuỗi mấy đồng tiền lẻ nữa, thầy về thì cho mấy điều thầy, ở dưới nó không chịu điện lên. Thầy phải tịch thu lại, thầy đem mày đốt rồi của mày đó, mày làm gì đó, mày làm mệt quá. Ở chùa thì có cái vong linh này chết mới đem về chùa cúng thất, mà ông có hai cái tên. Cái tên giấy đó là 86 tuổi, họ đã đi lính cho nên mới khai lớn lên. Cái tuổi thiệt cha mẹ đẻ là 82. Thì ở nhà đem cái tuổi 86 vô chùa để cầu siêu. Ở chùa ta đọc 86 tuổi. Ông về ông nói với con gái ông, nói, bố không phải cái tuổi nó, ông thầy nhỏ đọc hoài. Ông đệ tử tao về ông mét, ông nói sư phụ ơi, cái ông già đó đem cái tuổi ra đây con đọc 86 tuổi. Mà ông về ông nói con gái ông không phải cái tuổi thầy nhỏ đọc hoài, ông 82 tuổi. Thầy nói đâu phải cái lỗi của chùa, thì cái đọc lại, đọc 82 tuổi mới chịu, 86 tuổi không chịu. Không chịu. Nói như vậy, tại vì thầy... Thầy về dưới Bình Đại, ở Bình Đại, cái cầu Tam Hiệp, cái anh Phật tử thầy ảnh mua 10 mẫu trồng nhãn, nhãn không. Tới cái mùa mà nhãn thu hoạch ra, ảnh mới kêu mấy đứa trong cái cầu đó, 15, 16 tuổi, cháu nội, cháu ngoại, ổng gì đó, mười mấy đứa. 20 đứa, 30 đứa, 40 đứa, 10 mẫu nhãn lắm mà. Mới lặt lá rồi đóng thùng rồi chở lên Mỹ Tho rồi bán. Nó nhập vô hết miền. Thầy về đó, ảnh mới nói, trời đất ơi, bây giờ cháu nội, cháu ngoại, con ma nó nhập hết cả cái làng sau sư phụ. Tôi nói gì dữ vậy? Hồi chiều lấy đi ghe máy chở hết qua thầy để chở 40 đứa. Ma nó nhập vào 40 đứa. Còn nít không, 15, 16, 17 tôi không có đứa nào lớn nữa. Chiều nó qua mà ở dưới bến đò đi lên chùa đó, đi 2 cây, 2 cây số. Nó xách hàng, nó đi 2 hàng giống như là duyệt binh mà không.
lúc lắc. Thầy thấy thầy tức cười quá. Thôi bây giờ dưới nhà bếp đó, nấu cho một nồi cháo, để tối nay thầy tụng kinh rồi nói xong rồi nó ăn cháo rồi đưa nó về. 7 giờ lên ngồi xếp hàng như quý vị, ngay hàng thẳng lối đàng hoàng. Thầy niệm hương, thầy lại Phật xong, thầy lấy cái mỏ nhỏ thầy để lên cái đầu, thầy tụng chú Đại Bi đứa khúc. Cứ đứa khúc khúc rồi chứ tụng gì nổi, 40 đứa sao tụng nổi. Đứa này khúc qua đứa kia đứa hết, xong rồi xuống ăn cháo đi về. 40 đứa là vì trong cái thời chiến tranh đó đó, là cái chỗ đó đó là hãy đánh ở đâu thì dân quân người ta tải thương về, nhưng mà về đó chết hết, chết hết. Bất cứ đánh đâu có trận nào thì dân quân và dân chúng người ta tải thương binh đó về cái cồn đó, nhưng mà sau đó chết hết. Thì khi giải phóng rồi anh Phật tử thầy mới mua cái đất ở lên vườn trồng nhãn, thì những cái vong linh ở trong đó. Thầy qua thầy đi qua thầy nói thôi quá chừng ở đây nhiều lắm, hàng chừng nó nhập hết mấy đứa con nít ở cái cồn này là 40 đứa là phải ơi. Thầy bữa nào sư phụ qua, sư phụ ếm sư bùa cho tôi qua, tôi ếm sư bùa kể quý vị nghe. Bây giờ tập trung mấy đứa nhỏ đó lại hết đi, rồi đốt cho một bó nhang bự về, đứa cây cầm sư phụ đi trước, một cầm cái khánh bù niệm Phật, mấy đứa sau đi niệm Phật, đi vòng hết cây nhang đã xong phụ về xong ếm sư bùa. Bộ có chuyên môn niệm Phật có cái bùa gì thầy kể hồi thầy dạy trường bồ đề quý vị nghe. Thầy ngồi trên thầy dở cái sổ, thầy kêu bài. Thầy nói bữa nay thầy kêu 5 đứa không có thuộc bài, thầy kêu 5 đứa không thuộc bài, không có thuộc bài. Tuần sau thầy vô thầy nói bữa nay thầy kêu 5 đứa thuộc bài, thầy kêu 5 đứa thuộc bài. Nó về nó đồn với cha mà nó mẹ nó thầy giác hạnh có bùa, không kêu đứa nào thuộc bài thầy thuộc mà không thuộc bài được. Ba má nó gặp thầy có bùa gì mà tụi nó đồn nó thầy có bùa gì. Trời đất ơi, học kinh pháp bảo đàn rồi thầy biết cái bùa gì. Ngày ngũ tổ hoằng nhẫn có 2 người đệ tử là Thần Tú với Huệ Năng, nhưng mà ngũ tổ nói với đại chúng là làm kệ trình cho tổ là truyền y bát cho. Thì trong đại chú ngài Thần Tú là giáo thọ sư, mà chùa là có 500 tăng chú, thì ai cũng nghĩ Thượng tọa Thần Tú làm kệ chứ bọn mình mà làm cái gì, ai cũng nghĩ vậy. Ngài Thần Tú làm cái bài kệ đó 3 đêm đổ mồ hôi đem lên cái thất của tổ đó dán ra ngoài cái cửa mà không có tác giả. Sáng tổ ra tụi mới thấy thân thị bồ đề thọ tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức vật xứ nhá trần ai. Tổ kêu đại chúng lên học thuộc cái bài kệ này mà tu tuyệt vời, cho ai cũng học hết. Tổ truyền lĩnh mà ai kể. Ngày Huệ Năng giả gạo ở dưới á, mấy điệu đi ngang đọc, Huệ Năng mới hỏi mấy sư huynh đọc cái gì hay vậy. Thôi giả gạo lo giả gạo đi, này là tổ truyền định cho tụi tôi học cái bài kệ này mà tu. Ngài Huệ Năng nói đọc lại cho nghe đi. Thì mấy điều đã đọc xong, ngài mới đi lên cái chỗ cái bài kệ đó. Ngài nhờ một cái ông quan biệt giá đó đang nói chuyện với tổ đó, ngài viết dùm cho tôi cái bài kệ kế bên. Trời ông mà cũng có kệ nữa, dốt nát biết gì kệ. Rồi ngài đọc là bồ đề bổn vô thọ minh cảnh diệt phi đề, bản lai vô nhất vật hà xứ nhá trần ai. Rồi tổ ra tổ thấy tổ chỗ chiếc giày, tổ chà cái bài kệ của ngài Huệ Năng cho đại chúng biết là cái này đồ bỏ.
Còn cái bài của cái thần tú là đại chúng học để tu, còn cái bài kệ của thần tú là chỗ đổ lấy cái chiếc giày đổ trà rồi nó đại chúng biết cái giày cầu bỏ rồi. Ngày đang giả gạo như đó, tổ mới đi xuống, tổ rồi cậu lấy cái quạt đánh cái dây bà cắn gạo cắn chưa? Dạ bạch tổ, trắng rồi mà thiếu sàn. Như vậy là ông thầy giáo tuyệt vời, vì ngài thần tú không có đề tác giả, không có đề tác giả, nhưng mà tổ khen. Sau đó ngài thần tú mới là xuất đầu lộ diện ra bạch tổ của con. Tổ nói ông làm cái bài khác trình tuổi như là không thuộc bài, cho nên thầy dở cái sổ xuống, thầy dòm đứa nào mà nó núp nó né né, rồi thầy kêu có dính lên nó một bài nó né. Con nói thì em đừng có kêu, mấy cái đứa nó thuộc bài nó đưa cái mặt nó kêu, em không có kêu. Kêu cái thằng nào nó núp kêu cái dính liền. Như vậy là cái tâm lý của thầy giáo biết học trò thuộc bài hay không thuộc bài chứ bùa gì, không có bùa gì hết, đúng không? Làm nghề làm thầy giáo không? Bây giờ còn thời gian ra nói chuyện này với vị nghe. Sám hối. Đạo Phật có một cái phương pháp giáo dục mà các tôn giáo khác không có, đó là sám hối. Bởi vì cái pháp sám hối ai cũng có thể thực hiện được hết. Có đạo hay không có đạo ai cũng có thể thực hiện được. Chứ không phải cái pháp sám hối này dành riêng cho Phật tử, cho người có tín ngưỡng đạo Phật, mà tôn giáo nào người đó không có tôn giáo thực hiện được. Cứ nói thế này, cái lỗi quá khứ con lỡ tạo, con xin nhận khuyết điểm, và kể từ hôm nay con không dám tái phạm nữa là sách. Vậy thì ai cũng làm được. Ở ngoài xã hội nó cũng có cái pháp giống như vậy đó, cũng có kết quả nhưng mà không có hoàn toàn. Thí dụ trong nhà đã có một đứa con nó nghịch quá, nó phá, nó ăn cắp tiền, nó theo bạn bè nó khổ quá. Thời gian nó sống hết nổi, cái nó trở về nó xin bố mẹ nó tha thứ cho con nhận cái khuyết điểm, con lỗi lầm, con theo bạn bè xấu, con làm cho ba mẹ khổ. Cha mẹ tính sao? Con nó nói vậy tính sao? Như vậy có kết quả đó nè. Thôi con lỡ, con nhỏ dại nghe lời bạn bè nó rủ ren, con làm những cái điều mà ba mẹ khổ, bữa nay con biết cái lỗi lầm, con ăn năn, con về con tự thú cái chuyện đó, cha mẹ tha thứ cho con. Vậy là xong. Vậy là xong. Thế thì cái nhân vật này chỉ sám mà chưa hối, chưa hối. Cho nên nó nghe cha mẹ nó rất là hoan hỷ, thông cảm, tha thứ cho nó hòa nhập với các thành viên trong gia đình đó. Nó chờ cái cơ hội cha mẹ nó để cái sâu chìa khóa đâu sợ hở, nó chốc nó lấy tiền nó đi nữa, vì nó sám mà nó chưa hối. Yêu cầu cái đứa con đó nói thế này: cái việc con làm ở quá khứ vừa rồi đó con thấy sai, con nhận khuyết điểm, ba mẹ tha thứ cho con. Kể từ hôm nay cái suốt đời con không dám tái phạm nữa mới hối. Thầy kể hồi nhỏ thầy ăn cắp quý vị nghe, không có tốt đâu, không có tốt đâu. 12 tuổi đi ăn cắp. Ở trong xóm thầy có cái gia đình là có người chị nó làm ở sân bay Tân Sơn Nhất. Vì nó mua cho đứa em nó con búp bế với chiếc xe mà hồi đó đồ ngũ pháp. Cái con búp bế nó để xuống thì nó nhắm mắt, mà để nó ngồi dậy nó mở mắt Việt Nam là làm chưa được. Chơi để xong đàn là cái bỏ con búp bế trong cái áo này, bỏ vô thùng chạy về khoe với mẹ nó. Mẹ hỏi ở đâu đó, bạn nó cho đem tất đi con. Cho nên đôi khi mẹ thương con quá,
mà không có lý trí nó đồng lõa với con ăn cắp, đem cất đi con. Bố thầy nằm ở trên nhà trên, bố thầy nghe, lấy ngồi dậy, ông lấy cái áo dài tay ông mặc vô, ông dẫn thầy mang búp bế đi theo bố con. Trời đất Phật ơi, cái nhà đó chừng 500 thước mà thầy đi, thầy thấy ông trời đã thành 16, 17 ông rồi đó. Hết biết rồi, không đánh, không rầy, không rầy, không đánh. Đi tới đó sám hối. Rồi, tới thì đàn bà này nó đang khóc, nó mất con búp bế, nó khóc đó. Thì cách nhau có 30 phút cho mi. Rồi mời ba mẹ và bạn lên, thầy đứng đó, thầy vòng tay, bố nói, con nói theo nha, thưa hai bác. Con nói theo, thưa hai bác. Con lỡ ăn cắp búp bế của bạn, con thấy xấu hổ. Nói chữ xấu hổ nhỏ xíu à. Nói mấy cái chữ nhỏ xíu à. À, con nhận khuyết điểm. Con nhận khuyết điểm. Con biết con có lỗi, chơi với bạn mà ăn cắp đồ của bạn. Hai bác tha thứ cho con. Kể từ hôm nay đến suốt đời con không dám ăn cắp nữa. Năm nay 70 tuổi rồi không ăn cắp. 12 tuổi sám hối rồi giờ ăn cắp. 70 tuổi rồi không có ăn cắp. Em thầy ở nhà 6 đứa không có nào ăn cắp hết. Nói bố thầy đâu có biết Phật pháp. Nhưng mà cái cách của bố thầy dạy con như vậy đúng với tinh thần của nhà Phật là giáo dục. Mà cái phương pháp này đạo Phật dạy là sám giả tiền thiên hối kỳ hậu quá. Cái chuyện quá khứ thì mình sám, mà cái lỗi lầm ở tương lai là mình hối. Như vậy cái việc quá khứ thì mình ăn năn chừa bỏ, tương lai mình không dám tái phạm, nó gọi là sám hối. Chứ thì ai cũng làm được, chứ đâu phải là Phật tử đạo nào cũng thực hiện cái pháp đó được hết. Mà nói được quá khứ hiện tại thì gọi là sám hối. Thầy kể cái hồi Đức Phật, cái chuyện này hồi Đức Phật còn sanh tiền quý vị nghe. A Xà Thế thì giết vua Tần Bà Sa La để lên làm Tân Quốc Vương. Đó nè. Và Đề Bạt Đa thì giết Phật để làm vị Phật mới. Hai người này cấu kết với nhau chặt chẽ lắm, nhưng mà cuối cùng không thành công. Thì hôm đó trên cái mâm cơm đó có hoàng hậu Vi Đề Hy, vợ của A Xà Thế và con của A Xà Thế. Mà cái đứa con nó thương con chó lắm, nó buộc phải đem con chó lên ăn chung cái mâm cơm đó, còn không có nó dạy nó khóc. Thì cuối cùng A Xà Thế mới thương con chiều, mới cho con chó ăn chung mâm cơm với mẹ mình là hoàng hậu Vi Đề Hy. Sau đó A Xà Thế mới hỏi hoàng hậu thế này: ngày xưa phụ vương con có thương con không mẹ? Sao bây giờ con thương con của con quá? Mẹ thấy không? Nó đòi lên ăn chung với mẹ, mà con phải chiều nó. Con biết cái lỗi đó, tại sao mẹ mà ăn chung với chó? Nhưng mà con thương con quá. Con mới nghĩ lại, ngày xưa con còn nhỏ phụ vương con có thương con không? Hoàng hậu mới nói: cha nào không thương con. Mẹ kể cho con nghe, khi mẹ cấn thai con, mẹ thèm cái giọt máu của phụ vương con mà mẹ không dám nói. Đến khi mà mẹ mang bệnh quá nặng, phụ vương con mới năn nỉ. Mẹ mới nói rồi, phụ vương con cắt máu nhỏ trong cái ly rượu cho mẹ uống. Thì các cái nhà mà tướng số đó họ cho biết là mai mốt mà cái đứa con này lớn lên nó sẽ giết cha nó. Vị sanh quán tức là cái quán mà chưa sanh, cho nên khi mà sanh ra đó là tất cả quần thần rồi ai cũng đồng ý là bỏ cho con chết. Nhưng mà phụ vương con không bằng lòng, cho nên bỏ con rớt xuống gãy cái ngón tay út. Mà bố con càng bố con không nói cho. Sau đó cái ngón tay của con có cái mọc mủ mà con khóc cả đêm không ai chữa được hết. Phụ vương con phải vào trong cung mà ngậm cái mọc mủ đó, nút hết cái mủ đó, nhưng mà không dám lấy cái miệng ra sợ con đau.
cho nên phải để cho con ngủ, giấc ngủ cho yên. Con thấy có người cha nào đối với con như vậy? Nhưng mà con bất hiếu, con giết phụ vương con à. Thế bằng cái cách là A Sở Thế bắt vua Tần Bà Sa La nhốt trong lãnh cung là không được ai thăm nuôi chỉ có hoàng hậu về thì mới được thăm. Bà tắm gội sạch sẽ, bà lấy bột và trộn với mật, bà trét trong mình, bà cái chuỗi bà mang ra, bà khoan lỗ và đổ mật ong vô, đi vô trong ngục tù để thăm vua Tần Bà Sa La. Nhờ cái thức ăn đó mà kéo dài tới 20 ngày hơn mà vua không chết. À, quan dự ngục mới báo lại hoàng hậu đem thức ăn đó vào trong ngục thất, vua nhờ cái thức ăn mà kéo dài cái mạng sống. A Sở Thế hạ lệnh nhốt hoàng hậu Vi Đề Hy. Thì bây giờ các quan đại thần họ can gian là có những người con giết cha nhưng mà chưa có người con giết mẹ. Nếu như thái tử nhẫn tâm mà giết mẹ thì bầy tôi này không tham gia, không tham gia. Cho nên A Sở Thế mới tha tội cho hoàng hậu Vi Đề Hy. Bây giờ cho người thợ cạo vô sát, giặt cái gót chân, sát muối ớt, hơ lên lửa nóng, vô Tần Bà Sa La trút hơi thở cuối cùng. Bây giờ nghe hoàng hậu nói phụ vương thương con cách đó mà con nhẫn tâm con giết phụ vương con là cái tội nặng lắm. A Sở Thế đích thân lên Kỳ Hoàng Tinh Xá lạy Phật xin sám hối cái tội giết cha. Vì trong ngũ nghịch giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu là phải đọa vô gián địa ngục, thì A Sở Thế này phải đọa vô gián địa ngục. Nhưng mà nhờ cái pháp sám hối Đức Phật chứng minh, A Sở Thế thành tâm sám hối. Sau khi A Sở Thế chết không đọa trong địa ngục mà được sanh thiên. Như vậy để quý vị thấy rằng cái pháp sám hối của nhà Phật là một cái phương pháp giáo dục mà có cái năng lực, sự mầu nhiệm của nó là chuyển hóa được cái nghiệp của chúng sinh từ A Tỳ địa ngục mà được sanh lên các cõi trời. Đó là câu chuyện của A Sở Thế giết vua Tần Bà Sa La mà thành tâm sám hối. Câu chuyện thứ hai là có một vị tu sĩ tu rất là nghiêm mật, pháp hoa mà lại một chữ một lại, thì quý vị biết cái vị này tu cách nào. Nhưng mà trong gia đình của cái vị này có một cái chuyện ngang trái là người em gái lấy người chú ruột mang thai, tức là loạn luân. Cho nên cái vị này nói cái gì tôi không biết, nhưng mà cái người em này chết mà trong lúc cái thai trong bụng đó 6 tháng. Cái chuyện nói thì mình không nghe, nhưng mà cái chết là hai người đều chết hết. Bây giờ cái vị tu sĩ này lên tới cái bàn Phật, vừa thắp nhang xong là thấy trước cái bàn Phật ra một cái màu đen thê thảm, không thấy chữ nghĩa, không thấy đâu là đâu hết, không tụng kinh, không niệm Phật được. Sợ quá, mình nói cái gì đó nào, làm cho hai người này họ bất tử họ chết. Cho nên bây giờ cái hiện tượng là lên tới cái bàn Phật là không thấy đâu đâu đó. Vị tu sĩ này mới về mới thưa với hòa thượng bổn sư của mình, nói rõ ràng cái chuyện đó. Thì hòa thượng bổn sư mới đích thân tới cái thất của cái vị tu sĩ này là thành tâm sám hối 100 ngày. Thì cái vị tu sĩ này thấy ánh sáng cái bàn Phật đã trở lại tu hành đàng hoàng. Như vậy quý vị thấy rằng cái tội bất tử, tức là một cái lời nói độc ác mà khiến cho cái người em này chịu không nổi, tức là chết mà cái thai trong bụng này chết luôn hai người, thì cái quan hồn đó nó báo liền, báo liền. Nhờ cái vị bổn sư đó đến cái thất của vị tu sĩ đó là
thành tâm sám hối 100 ngày thì cái vị tu sĩ này thấy cái bàn Phật sáng sủa, ngày tu hành lại đàng hoàng. Câu chuyện thứ ba, cái khóa 1 của Đại Tòng Lâm, chiều tiểu thực xong rồi cái chú tăng sinh nó lên phòng thầy, chú mới nói: sư phụ ơi, cô ruột của con ở Biên Hòa đó, cô làm cái nghề là mỗi một đêm cô đi giết 20 con heo, nghĩa là cô tới cái lò này cô đâm chết 5 con rồi cô ăn tiền, cô tới cái lò kia cô đâm chết 5 con, nhưng mà một đêm như vậy cô phải đâm chết 20 con heo, mà cô nằm đây là 6 năm mà khuya 3-4 giờ, vậy là cô dậy cô la như là con heo sắp chết rồi, rồi khạc ra cái cục máu dính ở trong cái chết đó mà không biết bao nhiêu mà không chết, tội nghiệp quá, không có chồng con gì hết. Thầy nói thôi được, để thầy xin phép nhà trường rồi thầy trò mình lên đó thầy thăm thử coi cái tình hình như thế nào. Thầy bước vô nhà thầy thấy hải hùng, trước đầu giường của cái cô đó có một cái thao để tắm thớt, lấy cái dao mà cô giết heo đó cắm vô cái thớt đó. Trời, mình vô mình thấy cái mất sợ quá. Quý vị chưa thấy đâu, chừng mà quý vị thấy rồi quý vị mới hết hồn. Thầy nói thôi, cái này là cái nhân quả báo ứng. Trong nhà Phật nói là nhân quả báo ứng, nó báo liền bây giờ là hiện báo chứ không phải là sanh báo. Tức là nó có ba trường hợp: hiện báo, sanh báo và hậu báo. Mà cái này là nó báo liền. Ngày xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Thôi bây giờ đó, thầy nói với mấy chú sám hối cho cô, thầy niệm hương, thầy khai kinh từ bi sám pháp đạo tràng, mấy chú ở lại sám hối, thầy về thầy xin phép nhà trường cho mấy chú ở lại sám hối. Tức là mấy chú sám hối đúng một tuần lễ. Thì khuya hôm đó, cái người cháu kêu bằng cô đó mới điện về Tòng Lâm nói: cô con chết rồi, mà 10 giờ cô con đòi uống sữa, tỉnh táo lắm, tụi con tiếp tục là sám hối cho đến là 4 giờ khuya, cô con đi một cách nhẹ nhàng, không có kêu la như heo nữa. Như vậy là pháp sám hối có kết quả, có kết quả. Câu chuyện tiếp theo là ở Đan Mạch. Hôm đó thầy ở Thụy Điển, chùa Đại Bi của thầy Phật Đạo đó. Thì cái anh Phật tử này ảnh mới đem xe qua ảnh chở thầy về Đan Mạch. Thì Đan Mạch Thụy Điển nó cách có một cái eo biển thôi, gần lắm. Chú mới nói: thầy biết không, ở má con bệnh gì mà bác sĩ bên đây giỏi lắm mà không tìm ra được cái bệnh ăn. Thầy hỏi bệnh gì chú kể thầy nghe. Má con nhịn ăn 10 ngày có, 15 ngày có bệnh, sáng uống nước chiều uống nước không, nhưng mà má con giỏi lắm, con đi làm cả ngày má con ở nhà như ô xin vậy nè, giặt đồ, tưới cây, lau nhà, làm tất cả mọi việc mà không ăn, không ăn tới hết cái thời hạn đó. Má con ăn là một ngày ăn 3 con gà, thầy tưởng tượng không, mà mua con gà ngoài shop về bà bỏ lên bà cân, mà dưới 1 ký là bất thùng rác, không ăn, ăn 3 con. Mà thầy nghĩ rằng 3 con gà làm cổ đãi 20 người ăn hết, má con ăn bình thường, luộc chấm muối ớt ăn thôi chứ không có xào nấu gì hết. Các ngày 3 con. Cái bà ấy nói, nó nói thêm rồi đó: thầy, nhà có 2 mẹ con, nó ăn cái gì tôi ăn cái đó, cho nó ăn dữ, ma quỷ nó ăn chứ ai ăn dữ đấy, thầy bá thai chứ ai biết. Là tôi kiểm tra cái đấy, lại nói tôi kiểm tra. Sau khi thầy kiểm tra xong, thầy nói rằng trong người của bà có con người ăn, không phải bà ăn đâu, con nữ này nè, nói đây con nữ là nó gian ác lắm, hồi kiếp trước á nó ỷ nó có tiền, nó mướn người ta giết tôi theo tôi báo nó là 3 kiếp. Mà cái cậu này nè, cái cậu nam này có hiếu lắm, đi làm cả ngày cho tối về tụng kinh niệm Phật cho mẹ nó đỡ, chứ không rồi tồi tệ nữa. Thầy lắc đầu, thầy nói đây là hậu báo đó, hậu báo, cái này là hậu báo. Ngộ đạt quốc sư 10 kiếp mà ngài chỉ lơ là cái chuyện đó, là cái quan hồn nó báo quán ở cái đầu gối, cái mụn ghẻ, cái mặt người ta, còn bà này mới có 3 kiếp.
Thầy nói thôi cái này không ai làm được hết, bây giờ mẹ con còn thấy đường, con đi làm tối về dẫn má lên bàn Phật, sám hối từ bi sám pháp đạo tràng, coi cái sự tích Ngộ Đạt Quốc Sư nó con biết. Nói như vậy thì hai mẹ con làm. Bình thường khoảng 9 tháng sau thì má bà không còn nhịn đói nữa, ăn bình thường. Câu chuyện ở Vĩnh Long, thầy kể chuyện Vĩnh Long quý vị nha. Gia đình có 5 người con, 2 người con gái bên Pháp, 3 người con trai ở nhà. Hôm đó hai cô con gái bên Pháp về mới ghé chùa thầy, mới nói má con cái nghiệp gì nặng quá thầy, mỗi khi ăn cơm thằng em con nó đánh mà thầy biết, đánh chảy máu miệng mới ăn chứ còn không chảy máu không ăn. Tôi nói kỳ cục vậy, trời ơi đói xấu lắm, con ngồi cơm lạnh thì xuống bếp kiếm ăn cho mà đánh nữa. Hồi thì xuống dưới tôi coi thử coi. Thầy xuống tới nhà đó gần 11 giờ, gửi xe ở ngoài đi đầu máy vô, thì mới uống nước xong thì cái thằng con trai của bà nó cởi xe gắn máy, nó đậu ở ngoài đó, bà ngồi trên cái ghế mây đó, nó đứng thẳng tay tát tát hai bên má, một đời có 10 cái tát, chảy máu miệng luôn, rồi chùi miệng ăn một tô cơm may đánh nữa, mà 5-6 năm trời như vậy. Nhưng mà không đánh là không ăn, mà đánh không đổ máu không ăn. Thì tối thầy kêu ba chú với hai con gái đó, thầy nói bà có 5 người con, mà 2 cô con gái mà bên Pháp rồi bỏ qua để bây giờ ba chú ở Việt Nam, tại sao ba chú không chia nha, mọi người đánh một tuần, má thì má ruột thì chia ra đánh cho nó sòng phẳng, có người đánh à, sao làm cái chuyện mà bất công vậy. Hai chú kêu hỏi cho má thầy, thầy đánh được không? Tôi nói dĩ nhiên là không được rồi, nhưng mà ở đây đánh mới ăn cơm thầy mới hỏi. Cái quan trọng là đánh chảy máu miệng mới ăn cơm thầy mới hỏi, chứ con không thầy hỏi chi. Tay chân nào mà đánh được, thương quá đánh không. Hai chú trả lời. Còn cái chú này thì sao? Tôi không đánh này má, tôi không ăn cơm thì chết sao? Thương má mới đánh. Hai ngày này thương má không đánh, rõ ràng chưa thương. Nói cái nào cũng có lý hết. Thôi thầy biết rồi. Sáng về thì ra ngoài quốc lộ đó, thầy gửi xe cho cái quán nước, ta không có lấy tiền. Thầy mới kêu mấy chai nước ngọt thầy uống, gây tình cảm với người ta. Thì cái bà già má của bà chủ quán nó lớn hơn cái bà mà mỗi cái ăn cơm con bà đánh. Bà nhắc ghế bà ngồi kế bên thầy, bà hỏi chứ thầy đi vô cái nhà cái bà mà mỗi khi ăn cơm con bà đánh anh rồi. Tôi nói dạ, lần đầu tiên tôi mới thấy. Đức Phật dạy là vô thường là khổ, mà đói khổ hơn vô thường. Thì tại sao đói mà bây giờ người ta đánh mấy ăn? Trên đời này không có cái gì xấu bằng cái đói. Xin lỗi, đói rồi quý vị biết là cơm nguội cơm lạnh là ăn cắp mà. Trời, tôi đọc cái tài liệu mà năm 1945 cái mà cái trận đói ở ngoài miền Bắc thì thầm đó. Thì thầm đó. Họ bắt con nít họ nấu cháo ăn. Nói về được quý vị biết. Họ đi bắt trộm con nít về nấu cháo. Thì đói như vậy đó, củ chuối, củ khoai gì, cám đói gì ăn hết. Cái hạng thứ nhất đó là ăn cám không. Cái hạng thứ gì đó ăn cám mà lỏng. Cái hạng thứ ba nữa là không có cám mà ăn nữa, là đi tới mấy cái chỗ mà ta ăn được còn mà quét liếm này ăn. Nói cái đói ông mình là 45 ở Hà Nội. Thầy đọc cái tài liệu thì cái tại sao cái bà này đánh mấy ăn mà đổ máu mấy ăn. Cái bà nói mấy thầy ở xa không biết, tôi kể cái lai lịch cái gia đình cho thầy nghe. Ông nội của bà ta hồi xưa là hội đồng quản hàng ở cái xứ này, ác lắm, đánh người ăn người ở trong nhà mà lấy chỗ trà nhúng cứt mới đánh. Bây giờ nó trở lại nó đánh bà đó, đâu có xa đâu. Cho nên quý vị thường nói tôi đâu có làm cái gì, tôi thấy cuộc đời tôi không có làm gì hết, mà giờ con tôi nó hành hạ tôi nó làm. Không phải đâu, mình làm hồi trước chứ bây giờ không có làm. Làm hồi trước là cái nhân, bây giờ cái quả. Làm bây giờ thì cái quả tương lai.
không làm được. Trên đời này có gì còn tự nhiên hết. Nhân thì quả, nhân quá khứ thì quả hiện tại, nhân hiện tại thì quả vị lai, chứ cái gì mà tự nhiên. Trong sớm mới chiều con nít nó chơi ngoài đường, do nó khóc hay gì đó, tự nhiên nó quánh con, như bà mẹ ra chửi lộn người ta, vô duyên luôn. Tao ở nhà nó không quánh mày, mày cũng động trò tao tập cho một hồi. Ê, đúng không? Nghe lời con tự nhiên nó quánh con, cái chạy ra ngoài chửi lộn. Không có gì tự nhiên hết. Tự nhiên hết. Mày cũng động trời, mày cái vừa cho tao tập cho mày một hồi, cái nó hiền luôn. Đúng không? Không có nghe con nít, đừng có nghe cái chuyện đó. Nó nói cái gì mà tự nhiên. Vì vậy cho nên á, thầy nói lại nè, sám hối là một phương pháp giáo dục là của đạo Phật. Mà cái phương pháp này không dành riêng cho giới Phật tử, mà tất cả mọi giới mọi người trong xã hội này ai cũng có thể thực hiện được. Những cái lỗi lầm quá khứ con xin ăn năn hối cải, và kể từ hôm nay đến suốt đời con không dám tái phạm. Có Phật trong đó đâu, có Phật trong đó đâu mà nó cũng Phật. Mà cái phương pháp giáo dục, thầy kể chuyện này quý vị nghe. Có một cư sĩ ở Vũng Tàu, ảnh nghe hòa thượng Duy Luật về Tòng Lâm dạy cho tăng sinh, rồi hòa thượng ra ngoài Vũng Tàu nghỉ mát, ảnh tới ảnh thăm. Thì hòa thượng mới hỏi cho đạo hữu nhà tu cái pháp môn gì. Thì đạo hữu nó nói bạch ngài là con tu Tịnh Độ, nhưng mà thường ngày thì tụng kinh Pháp Hoa, mà trước khi tụng Pháp Hoa thì con sám hối cho ba nghiệp thanh tịnh. Hòa thượng Duy Luật nói tội đâu mà sám, mấy ông làm cái chuyện vô ích. Ông cư sĩ này ổng giận hòa thượng, không chào đi về, không thèm chào, không thèm chào. Tại sao hòa thượng Trí Tịnh này hướng dẫn cho mình sám hối mà hòa thượng Duy Luật là bác? Hai hòa thượng này làm cái chuyện treo hèo, cái ông thì hướng dẫn mình sám hối trong kinh Pháp Hoa đó, bây giờ ông hòa thượng Duy Luật là tội đâu mà sám, mấy ông làm cái chuyện vô bổ. Ông cư sĩ này ổng giận hòa thượng mà không chào đi về 6 tháng. Giận 6 tháng không? Bữa đó thầy ra, thầy đi họp, ông đạo hữu mới trình bày cho thầy. Lát nữa tôi họp xong ra ngoài bờ biển, bờ kè đó, thầy cho mày nói chuyện riêng ở đây người ta nghe lùng sùng rồi. Thầy dẫn ra bờ kè ngồi, thầy chỉ xuống dưới biển. Tại sao nước nó có sóng đâu? Nước không có sóng, mình múc cái thao nước mình để trong nhà đâu có sóng, cái hồ mình để ở trong nhà mình đâu có sóng, mà tại sao nước ở dưới biển này có sóng? Đạo hữu đó nói do tác động của gió cho nên á, sóng nó nổi lên mặt nước đó nè. Bây giờ nè, gió nó yên rồi thì sóng đi về đâu? Sóng trở về với nước. Vậy nước cái sóng hai hay là một? Nói hai cũng không được, nói một cũng không được. Đó nè, có gió cho nên á, mặt nước tạo nên sóng. Bây giờ nó yên rồi, gió nó yên rồi thì nước sóng trở về với nước. Nước với sóng là một chứ không phải hai. Do tác động của gió cho nên mặt nước có sóng. Mà người ta sợ sóng hay ta sợ nước đâu hữu? Sóng nó nhận chìm thuyền, chìm ghe chết người, chứ nước có gì đâu mà sợ. Sợ sóng chứ không phải sợ nước đó. Nhưng mà nước với sóng là một. Bây giờ cái tâm của mình giống như nước vậy. Phật chúng sinh tâm vô sai biệt, nghĩa là cái tâm của Phật và chúng sinh bằng nhau không có khác. Nhưng tại sao cái tâm của mình nó có phiền não là do tác động của nghiệp. Cho nên do tác động của nghiệp mà phiền não nó nổi dậy ở trong tâm. Bây giờ có phiền não tức là có tội rồi, phải sám hối. Đó nè. Còn ai không có phiền não trong tâm này là không sám hối. Cho nên hòa thượng Duy Luật nói lý mà đạo hữu nghe sự. Vậy cho nên đó, hai thầy trò nhầm lẫn với nhau. Vô sân sám hối, nghĩa là mình giữ làm sao cái tâm mình không có phiền não. Thì không có phiền não tức là không có tội, thì khỏi cần sám hối. Mà có phiền não là phải sám hối. Mệt rồi. Thôi hết giờ. Mời quý vị hồi hướng. Nam Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng, đệ tử chúng con có duyên lành phước báo, cũng có nhân duyên tốt tốt, cho nên hôm nay mới gặp được hòa thượng cho chúng con những bài pháp rất thiết yếu, cần tương lương cho chúng con để về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con cũng là những người thật sự nhiều duyên nhiều sự, cũng được nhiều dưỡng dưỡng nghịch cách trong cuộc đời, nào là bệnh, nào là tù tội, nào là tai nạn. Cho nên qua những cái bài pháp giảng dụ của thầy làm thêm niềm tin cho chúng con, chúng con nguyện ý giáo phụng hành làm thế nào để khỏi phụ lòng thương mến của thầy đối với chúng con. Và thì giờ quý báu cũng như xa xôi trở về đây cho chúng con những cái bổn liếng để được vạn sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng con một lần nữa nguyện cầu ơn trên tam bảo gia hộ cho thầy luôn được sức khỏe, cũng như Phật sự viên thành cũng có duyên để trở lại cho chúng con thêm nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây chúng con có chút tình tài để mong hòa thượng nhận cho chúng con được ân duyên công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Cho thầy mượn micro chút. Thì có một cái bài pháp mà thầy thấy rằng nó vừa cái trình độ của Phật tử, nhưng mà rất tiếc là không còn thì giờ. Bài pháp này hay lắm. Khi mê bùng thiệt là bùng, ngộ rồi mới biết trong bùng có sen. Khi mê tiền thiệt là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tấm. Hay lắm, nhưng mà không có thì giờ. Không, bài pháp nó đặc biệt lắm này nữa, nhưng mà không có thì giờ. Cái căn cơ của quý vị phải nghe cái bài đó mới hiểu được cái thâm sâu Phật pháp. Mê sao ngộ, sao tiền, sao sen, sao nhưng mà không có thì giờ, không có thì giờ. Chứ nếu có thì giờ. Rồi cái thứ ba nữa là về tâm linh nó còn đặc biệt nữa, nhưng mà không có thì giờ kể với vậy nghe. Thôi thì hẹn dịp khác. A Di Đà Phật. Thế mời quý vị đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. A Di Đà Phật.